Kính chào quý vị và các bạn. Từ xa xưa, xứ Nghệ đã nổi tiếng với câu thơ sáng khoai, trưa khoai, tối khoai, khoai ba bữa. Ông đỗ, cha đỗ, con đỗ cả nhà. Vâng, quả thật trong gian khổ khó khăn, những ý chí và nghị lực vươn lên của học trò xứ Nghệ khiến cho bao người phải nể phục. Xưa cũng thế và ngày nay cũng vậy, xứ Nghệ luôn là vùng đất học với những tên tuổi học trò làm rằng danh non sông. Cũng tại một miền quê nghèo của miền núi Tân Kỳ, Nghệ An, câu chuyện về sự hiếu học, vượt lên hoàn cảnh khốn khó của hai chị em mồ côi để nuôi ước mơ vào giảng đường đại học đã làm biết bao người xúc động. Trong chương trình Nghệ An Đất Học số 22, mời quý vị và các bạn đến với câu chuyện cảm động này. Sinh ra tại một làng quê nghèo của xã Nghệ Thái, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Nhà tôi nghèo lắm, bố mẹ phải rất chật vật mới có thể nuôi nổi hai chị em. Năm tôi lên 4, cậu em trai được 10 tháng tuổi thì bố mất vì căn bệnh hiểm nghèo. Mẹ gần như ngạ quỷ. Nhưng lúc đó, chị em tôi còn quá nhỏ để hiểu được thế nào là nỗi đau mất đi người bố thân yêu, người trụ cột gia đình. Từ đó, gánh nặng gia đình chịu trên đôi vai gầy của mẹ. Mẹ vất vả sớm khuya để kiếm tiền nuôi hai chị em và trả món nợ từ lúc chữa bệnh cho bố. Thương mẹ, tôi luôn cố gắng học tốt để mẹ vui và cũng là động lực để mẹ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Nhưng rồi sức khỏe của mẹ ngày một yếu đi. Cuối cùng, dù rất thương chúng tôi, nhưng mẹ đã gục ngã. Căn bệnh ung thư hiểm nghèo đã cướp mẹ đi, người thân yêu duy nhất của hai chị em tôi trên cõi đời này. Trong giây phút cuối cùng của mẹ, lúc mà trái tim tôi bị bóp nghẹt vì nỗi đau đớn, thì lời mẹ dặn văng vẳng bên tai: dù có khổ cực thế nào, hai chị em con cũng phải cố gắng theo học con nhé. Giờ đây, khi ngồi viết lại những dòng này, tôi cũng không thể tả nổi cảm xúc của mình lúc đó. Tôi không hiểu tại sao khi đó và suốt quãng thời gian sau này, chị em tôi lại có đủ sức mạnh để vượt qua nỗi bất hạnh ấy. Khi mẹ mất, con hai chị em chưa biết là để làm gì để kiếm sống qua ngày cả. Mà vậy tập làm quen nhân là buổi thì đi học, buổi thì đi làm để hai chị em có tiền ăn học và trang trải trong cuộc sống. Tôi bầm chì vừa đi học vừa kiếm tiền nuôi em. Nhiều đêm ngồi học mệt và nhớ mẹ, nước mắt tôi cứ lăn dài. Nhưng ngay sau đó, tôi lại quyết tâm phải học thật giỏi. Chị em tôi một buổi đi học, một buổi đi làm thêm. Tôi theo hàng xóm đi làm thuê cho lò ngói trong làng, mỗi buổi được vài chục ngàn đồng. Còn em trai thì ngoài giờ học, tranh thủ giúp tôi trồng rau, làm vườn và những việc vặt trong nhà. Cứ như thế, cùng với sự động viên giúp đỡ của bà con hàng xóm, chúng tôi dắt dìu nhau sống qua ngày. Cả học cả làm để nuôi bản thân em và em trai thì em cũng có nhiều vất vả và nhiều lúc muốn bỏ cuộc trước những khó khăn của cuộc sống. Mà vì lời bố mẹ dặn và nhiều người đồng viên nên là em quyết tâm để tiếp tục đi học, để bước vào con đường đại học. Biết là có nhiều khó khăn và thử thách, nhưng mà nếu như mình cố gắng thì sau này cuộc sống của mình được vất vả hơn. Dù có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến như vậy, nhưng mà em đã có một cái nghị lực quá phi thường và có một ý chí quyết tâm để vượt khó vươn lên học tập. Và trong suốt 3 năm học cấp 3, nhiều năm liền đều đạt là kết quả tốt trong học tập. Và kết quả gần đây nhất đó là em đã thành công trong kỳ thi đại học. Còn về phía em Hương thì mặc dù mới lên lớp 10, mà em cũng đã có nhiều cái nỗ lực trong cái việc là khắc phục khó khăn của bản thân, gia đình để vươn lên. Thời gian trôi qua,
chị em tôi cũng dần quen với sự khốn khó và thiếu vắng bàn tay chăm sóc của mẹ cha. Năm tôi lớp 12, còn em trai chuẩn bị tốt nghiệp lớp 9. Đã nhiều lần tôi quyết định không tham gia kỳ thi đại học để dồn tâm sức nuôi em trai ăn học trưởng thành. Nhưng rồi lời mẹ dặn lúc ra đi và ước mong vào giảng đường của tôi lại trỗi dậy. Tôi quyết tâm thi đậu đại học, còn em trai phải học lên lớp 10. Chỉ có như vậy, hai chị em mới hoàn thành tâm nguyện của mẹ. Ngày cả hai chị em nhận giấy báo, tôi đậu vào khoa kinh tế, trường đại học Vinh. Em trai tôi đậu vào trường dân tộc nội trú của huyện. Trong niềm vui khôn xiết, chúng tôi hãnh diện đứng trước bàn thờ cha mẹ, thắp nén hương để cha mẹ yên lòng nơi chín suối. Ngày báo nhập học thì em vừa vui lại vừa buồn, vui vì mình hoàn thành được ước nguyện, một phần nào ước mơ và ước nguyện của mẹ em cũng như mọi người trông chờ vào em. Buồn vì không biết ngày tháng sau này của hai chị em sẽ như thế nào nếu như em tiếp tục còn nuôi đi học. Trăn trở, băn khoăn với bao đêm thức trắng, cuối cùng với sự động viên của người hàng xóm tốt bụng là bạn học của mẹ, dì Nguyễn Thị Hiền đã đứng ra kêu gọi anh em, làng xóm và cả những người bạn học của dì và mẹ ngày xưa ủng hộ tiền để chị em tôi có thể nhập học. Khi mỗi tháng được 320.000 tiền lương con hộ nghèo đó, cho nên là thỉnh thoảng thì lúc nghỉ thì cháu được đi lò, mỗi ngày được 80.000 thì cũng có cái gì ngoài những cái nguồn thu đó, cho nên là mà thấy nó thì học giỏi, hai đứa đều chăm học và ngoan học giỏi, tôi muốn cho nó muốn tiếp tục được đi học tiếp, cho nên là tôi mới đi vận động đi quyên góp mọi người là giúp đỡ tài trợ cho cháu để cháu được tiếp tục đi học. Tôi xuống thành phố theo đuổi giấc mơ giảng đường với số tiền hỗ trợ ít ỏi từ lòng hảo tâm của mọi người. Để lại nơi quê nhà, cậu em trai mới bước vào cấp 3. Hiểu được hoàn cảnh hai chị em, nên em tôi rất ngoan và biết chia sẻ với chị. Em động viên tôi nhập học và tự hứa rằng dù ở nhà một mình, nhưng sẽ cố gắng học thật tốt. Hương, em trai tôi hiện đang học lớp 10A3, trường Trung học Phổ thông Lê Lợi, Tân Kỳ, Nghệ An. Không có tôi bên cạnh, nhưng Hương biết tự lo cho mình. Ở trường, em luôn chăm chỉ học tập và là một học trò ngoan, được thầy yêu, bạn mến. Còn về nhà, em lại thay tôi làm ruộng, trồng rau xanh trong vườn. Hàng tháng, với số tiền hơn 300.000 hỗ trợ cho trẻ mồ côi, em tự xoay sở, sống qua ngày. Nhiều lúc nhìn thấy chị mình đang vừa đi học vừa đi làm thêm để lấy tiền thì em rất thương chị và sẽ nghĩ đến hợp mình phải bỏ học để có thể đi làm để kiếm tiền ăn học. Và bây giờ chị đã đậu đại học thì chị đi học đại học thì em ở nhà một mình. Em hứa sẽ cố gắng học tập để nói gương chị và sẽ đạt được thành công ạ. Còn tôi, đến nay đã gần 2 tháng nhập học. Mọi nỗi nhớ nhà hay bỡ ngỡ ban đầu đã dần vơi đi. Song, điều tôi day dứt hàng đêm vẫn là tôi chưa tìm được việc làm thêm. Tôi phải vừa đi học vừa đi làm thì mới có hy vọng vượt qua được 4 năm đại học. Bởi cuộc sống xa nhà nơi đô thị với tôi là những khó khăn tưởng không thể vượt qua. Mọi thứ đều đắt đỏ, đều phải cần đến tiền. Vào đại học đó là niềm mơ của nhiều người. Nhưng vào đại học thì vấn đề để có kinh phí cho các em lấy được tấm bằng đại học và vấn đề cũng không dễ dàng đối với những sinh viên có cảnh đặc biệt khó khăn. Chẳng hạn như sinh viên
là mồ côi cả cha lẫn mẹ, sinh viên diện chính sách. Tuy nhiên thì về vấn đề về kinh phí để hỗ trợ cho các em thì nhân trường xin được từ cả tổ chức cá nhân thì cũng không là bao. Cũng hy vọng rằng thông qua các cái kênh truyền hình, về các phương tiện thông tin đại chúng đưa đến những cái tài trợ cho sinh viên, và đó là cái cách tốt nhất để các em có thể là được an ủi, chia sẻ, và cũng là một nguồn động viên kinh phí để các em cố gắng vươn lên hoàn thành tốt cái nhiệm vụ chính trị học của mình. Từ sau mỗi buổi tan lớp, trở về căn phòng trọ nhỏ của mình, bước chân tôi lại trĩu xuống bởi nỗi lo cho ngày mai. Dù tôi rất may mắn được sống cùng phòng với người chị họ ở quê, nên chị hiểu hoàn cảnh và chia sẻ với tôi rất nhiều. Bữa cơm của hai chị em hầu hết cũng chỉ có rau muống luộc và đậu phụ sột. Nhưng với tôi, như thế đã là quá đủ. Bởi số tiền ít ỏi tôi có được từ sự giúp đỡ của mọi người đã sắp hết. Vậy mà tôi vẫn chưa tìm được việc làm thêm. Cũng vì sự nghèo khó của mình mà hàng ngày nơi duy nhất tôi lui tới ngoài giờ học là thư viện. Chỉ có ở đó tôi mới được thỏa sức nghiên cứu tài liệu và giáo trình mà không mất một chi phí nào. Cũng chỉ ở đó, trong không khí học tập miệt mài của các anh, các chị, tôi mới tạm quên đi nỗi lo lắng để chú tâm vào việc học. Nhưng rồi khi đêm xuống, ngồi trong căn phòng trọ nhỏ với những trang sách, hình ảnh cậu em trai một mình nơi quê nhà và nỗi lo cơm áo với biết bao khoản chi phí của một sinh viên xa nhà suốt 4 năm trời lại hiện lên. Tôi trăn trở, quay quắt trước tương lai mịt mờ của hai chị em. Mọi thứ tất đều phải từ lo mà. Việc làm dù em có kiếm được cũng không đủ để em trang trải cuộc sống hàng tháng. Có thể là em này phải bảo lưu kết quả học tập của mình 1-2 năm gì đó để đi làm kiếm tiền rồi sau đó tiếp tục đi học. Dù câu chuyện kể về cuộc đời đầy sông bão của hai chị em tôi đã vào hồi kết, nhưng tôi vẫn chưa biết làm thế nào để thoát ra khỏi cái bóng của sự mưu sinh vất vả mà tiếp tục sự học. Điều tôi luôn khát khao đến cháy bỏng là con đường đến trường của hai chị em sẽ vượt những chông gai trắc trở, để ước mơ về một ngày mai tươi sáng của chúng tôi sẽ trở thành hiện thực, và khi ấy bố mẹ tôi cũng sẽ yên lòng nơi chín suối. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện cảm động của hai chị em mồ côi đã kết thúc chương trình Nghệ An Đất Học hôm nay. Phóng viên Nghệ An Đất Học hy vọng rằng mỗi người chúng ta hãy dang rộng vòng tay sẻ chia và nâng đỡ để sự học của hai chị em Lan không bị giang dở. Mọi đóng góp xin gửi về phòng chuyên đề Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An, số 1 đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, Nghệ An, hoặc Nguyễn Thị Lan, xóm Bãi Đá, Nghĩa Thái, Tân Kỳ, Nghệ An. Quý vị cũng có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 01668 906 208 gặp em Lan. Chương trình Nghệ An Đất Học hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.